1 tấn 25 sẵn nhiều. Bác nào quan tâm kết nối em, trọng xe đẹp, quay là bán. Vừa về xem cái mẫu này. Đây là một cái mẫu K2700 là 2011 nhá. Với tải 1 tấn 25 hạ tải xuống còn 1 tấn. Cái mẫu xe này thì thùng da đọt lòng là 3m15, có trang bị đầy đủ điều hòa cũng như là lót sàn rồi. Hiện tại đăng kiểm còn tới tháng 2 năm 2024 và đăng kiểm còn tương đối là dài nhá. Đây. Đó, và sau khi lùi xe vào thì em sẽ chia sẻ kỹ càng hơn về phần nội thất cũng như là phần lót sàn của mẫu xe này. Đi vào chi tiết về mẫu xe này thì cũng rất là cơ bản thôi, với nội thất là ghế da này. Nội thất là ghế da, trần đỉnh nguyên bản nhé, cũng chưa cơ bản với điều hòa với đèn bếp em. Chưa có màn hình, chưa có cam lùi. Toàn bộ phần hộp để đồ đây. Toàn bộ đều sử dụng tốt nhé. Những cái lẫy khóa này. Đến tới phần thùng xài cũng như là gầm bệ, cái chiếc xe này thì có cái bạt mới, bạt tương đối là mới nhá. Đối với dòng xe K2700 thì nó là thùng tự đóng, còn chiếc xe này thì nó phần tôn thành nó được dập theo kiểu nhà máy nhá. Dập theo kiểu nhà máy. Đó. Tiếp tới phần hình thành đây. Có bắn tỉa rồi, nói chung là có bắn tỉa rồi, đã có bắn tỉa nhá. Tàu sàn này. Tàu sàn sóng này. Nó còn phẳng phiu, nó không bị mọt. Nó không bị bọt, không bị cong võng gì cả. Đây. Đấy. Cái mẫu xe này lâu rồi chia sẻ cái mẫu xe này. Đó. Ok. Anh chị em mà cần thêm hình ảnh chi tiết hơn thì có thể kết nối với em nhé. Và đi sâu hơn vào phần lót sàn. Thì đây là phần lót sàn của cái mẫu xe này đây. Chiếc xe này thì đã có lót một lớp sáy nốc rồi nhá. Đây là toàn bộ phần không gian bên trong. Với kích thước toàn đồng thùng là dài 3m15, rộng 1m650 và cao cũng khoảng tầm 1m7. Và đó là chia sẻ về cái mẫu xe K2700 đời 2011 tải 1 tấn 25 hạ tải xuống 1 tấn, đăng kiểm tới tháng 2 năm 2024.